Lớp 1 học trực tuyến, tiết 2 uống nước, tiết 3 ăn vặt, tiết 4 ngủ. Chưa hết tiết 1 con đòi đi vệ sinh, tiết 2 đi uống nước, tiết 3 đòi ăn vặt và tiết 4 thì ngủ. Trên đây là chia sẻ của một phụ huynh có con năm nay học lớp 1 trực tuyến. Mọi sắc thái của tân học sinh lớp 1 năm nay, con trai chị Hạnh Nhi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào lớp 1, trường con chị khai giảng và chính thức vào năm học mới từ ngày 23 tháng 8. Theo đó, con học đủ các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến. Mỗi ngày, con học 2 buổi, buổi sáng từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút, buổi chiều cũng học 3 tiếng đồng hồ. Trong mỗi buổi, con có 25 phút giải lao sau 2 tiết. Chị cho biết, hàng ngày mình vẫn luôn để mắt đến con trong thời gian học, nhắc con tập trung nhưng khá nan giải. Chờ hết tiết 1 con đòi đi vệ sinh, đến nửa tiết 2 xin đi uống nước, tiết 3 ra đòi mẹ ăn vặt. Trong thời gian con học tiết 4, tôi xuống nhà lấy đồ ăn được tiết đến. Thời gian đi khoảng 10 phút nhưng khi quay lên đã thấy cu cậu ngủ gục trên ghế. Chị Hạnh Nhi cho biết, cũng theo phụ huynh này, gia đình đã dành chiếc máy tính to cho con học trực tuyến, nhưng sau mỗi buổi học, con vẫn kêu mỏi mệt, nhòe mắt. Chị Phan Thị Lan, một phụ huynh ở Hà Nội cũng cho hay, những ngày đầu con học trực tuyến, cả mẹ và con cùng đánh vật với nhau. Ở tuổi mầm non vừa mới sang trang mà bắt ép ngồi một chỗ quá lâu, con cáu gắt, khó chịu, đang học giờ, con đòi đi vệ sinh, một lát lại đi uống nước. Có bạn học sinh muốn đi vệ sinh cũng bật mic, xin cô đi vệ sinh khiến cô đang giảng bài lại phải ngắt lời. Có hôm bạn nào quên tắt mic, một phụ huynh quát con lên, gọi mày tao khiến giờ học gián đoạn, chị Lan kể lại. Trong khi đó, anh Nam, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy cũng cho hay, con mình vào lớp 1, khi học trực tuyến cháu chưa quen nên mỗi lần cô gọi là run lên, bị cô gọi đột ngột, con giật mình, chui tọt xuống cầm bàn trốn đến phát tội. Đừng bê nguyên thời khóa biểu vào dạy trực tuyến chia sẻ với phóng viên Dân Trí. Anh Nam bức xúc cho hay, mặc dù học trực tuyến nhưng nhà trường bê nguyên thời khóa biểu học trực tiếp ở trường để dạy khiến học sinh rất mỏi mệt. Thậm chí nhiều hôm cô cháy giáo án phải học lâu hơn, mắt con đỏ té lên. Tôi bực quá, đã bức xúc phản ánh nhưng nhà trường vẫn không thay đổi. Thiết nghĩ, lãnh đạo các nhà trường cần đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc dạy học online với học sinh lớp 1, ít nhất là về thời lượng, tránh tình trạng các trường xếp lịch học trực tuyến như trực tiếp. Hiện tại, có nhiều ý kiến tranh cãi quanh việc dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1 ra sao. Người thì cho rằng nên dạy nhẹ nhàng, người đưa ý kiến chỉ nên dạy đọc, sau này học trực tiếp hãy dạy viết. Cô Nguyễn Thị Thúy Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Lomonosov, quận Nam Từ Liêm nói, ở lớp 1, học sinh chủ yếu làm quen với mặt chữ, biết đọc, biết viết nét và chữ. Do đó, nếu Hà Nội quyết định triển khai dạy học trực tuyến, nhà trường chủ yếu dạy đọc còn việc dạy viết luyện chữ để thời gian sau dịch ổn định hơn sẽ dạy trực tiếp ở trường. Nhà trường yêu cầu phụ huynh không dạy trước vì sợ sai nét từ lớp 1 sẽ không sửa được nữa. Về điều này, chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng đồng tình khi cho rằng học sinh đi học trước hết không phải chỉ học chữ. Các em được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè để tinh thần tích cực hơn việc suốt ngày chỉ xem TV và điện thoại. Do đó, cô ủng hộ việc cho học sinh học trực tuyến trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, các trường cần linh hoạt hơn khi dạy trực tuyến cho trẻ lớp 1. Có thể lúc đầu chỉ dạy đọc và sau khi tình hình ổn định hơn sẽ dạy viết trực tiếp cho các em sẽ phù hợp hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thì cho rằng, ở lớp học truyền thống, giáo viên thường đi tới các bàn học để kiểm tra và hỗ trợ học sinh. Điều này không có trong các lớp học trực tuyến nên giáo viên cần có những giờ online cố định khác để hỗ trợ các yêu cầu của học sinh. Để quản lý lớp học trực tuyến tốt, giáo viên cần làm rõ với cha mẹ và học sinh về nội quy lớp học. Giáo viên chia nhỏ các bài học thành những nhiệm vụ quản lý được và sáng tạo những hoạt động học tập bằng những game phát huy trí tưởng tượng. Giáo viên phải làm chậm hơn lớp học truyền thống để học sinh có thể làm theo hướng dẫn sử dụng các công cụ trực tuyến. Khi dạy online với học sinh lớp 1, hãy tránh việc cố ý tạo ra áp lực thời gian cho học sinh vì nó sẽ làm triệt tiêu hứng thú học tập. Đặc biệt, giáo viên cần kiên nhẫn và cần có chút hài hước để giúp các con thích nghi với quá trình học trực tuyến lúc đầu này.